Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả cùng lúc trên hai kênh VTC3 và VTC9. Bên cạnh đó là các hệ thống VTC New, ứng dụng đa phương tiện VTC Now. Khán giả không thể xem truyền hình cũng có thể nghe radio ở các kênh VOV1 và VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Amirun. Cầu thủ Malaysia vẫn đang tỏ ra rất linh hoạt. Đường truyền của Đoàn Văn Hậu, một pha cất chân chuyển bóng rất nhẹ nhàng. Đáng ngang, khoảng trống, sút vào rồi, vào 1-0 cho đội Việt Nam. Rất giống với trận đấu tại Mỹ Đình, chúng ta có cơ hội và đã ghi bàn. Trước khi có bàn thắng thì Việt Nam thế trận không được tốt. Tuy nhiên từ pha cất chân chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu, một cơ hội đã mở ra. Chúng ta xem lại pha chuyền bóng điệu đà, kỹ thuật rất đúng tầm, đủ để đồng đội phá bẫy Việt Vị. Pha đi bóng bên cánh trái và chuyền vào rất tốt. Huy Hùng đã ghi bàn. Phan Văn Đức là cầu thủ đi bóng bên cánh trái, pha đi bóng rất quen thuộc của anh. Tiền vệ trung tâm Huy Hùng đã băng lên rất kịp thời và ghi bàn trước sự bất lực của Mo Sát. Dấu ấn của Nguyễn Huy Hùng trong lần đầu tiên đá chính ở giải đấu năm nay. Pha bóng rất tốt, xuất phát từ tình huống xử lý hay của Đoàn Văn Hậu. Một pha xử lý kỹ thuật tạo ra đột biến về chiến thuật. Đội Việt Nam đã có cầu thủ thứ 6 ghi bàn ở AFF Cup 2018. Tình huống xử lý không đẹp của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Mai Hinan. Sau đó thì người đá cặp tiền vệ giữa với Mai Hinan là Kuteba đã đá bóng vào Huy Hùng. Thêm một lần chúng ta chứng kiến những sự thú vị mang lại từ đội hình xuất phát gồm Pang Sô. 7 trận đấu là 7 đội hình xuất phát khác nhau. Ông Pang Sô liên tục xoay tua để tạo ra bất ngờ và cũng để các cầu thủ có thể giữ sức. Huy Hùng, Quang Hải rất tinh tế. Trước khi bước vào giải đấu này, Huy Hùng bị đau và phải tập riêng. Bây giờ thì anh đã bình phục hoàn toàn và chơi rất tốt. Sút bóng vào, 2-0 cho đội Việt Nam. Thêm một pha đánh úp rất bất ngờ. Bàn thắng của Đức Huy. Bất ngờ rất lớn đã xảy ra tại Bukit Jalil. Những pha lên bóng như lò xo nén của đội Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đã có được 2 bàn thắng. Phan Văn Đức trả bóng lại. Đức Huy có cú đá rất tốt từ tuyến 2. Đức Huy là cầu thủ đa năng. Anh đã tung ra cú đá chân trái rất tốt. Thêm một lần thủ môn Maliat phải vào lấy trận bóng trong sự ngỡ ngàng. Những nhân tố ghi bàn hoàn toàn mới. Các vị trí thì về trung tâm.
phạt góc cho Malaysia. Vẫn là Adha Razak đá phạt góc. Bóng chạy cầu môn. Đội tuyển Malaysia đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi bước vào giải bóng đá Đông Nam Á 2018. Bóng đá Malaysia hiện nay có giám đốc kỹ thuật là người Hà Lan, ông Peter De Roo. Họ cũng có một chuyên gia thể lực người Slovakia có tên là Martin Stano. Phút thứ 28 của trận đấu, Việt Nam đang dẫn 2-0 với các bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chắc chắn là đang rất ngỡ ngàng. Một ngày trước trận đấu, ông đã có mặt để động viên tinh thần các cầu thủ Malaysia và đề ra mục tiêu Malaysia phải thắng cả hai trận. Thẻ vàng dành cho Che Hasim. Pha bóng rất băm bổ của Che Hasim. Rất may là anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Đến lúc này, trọng tài người Australia Christoph James đã rút ra hai thẻ vàng. Trong quá khứ, bóng đá Malaysia từng dự Olympic, đó là vào năm 1972. Trong lịch sử kéo dài của đội tuyển Malaysia thì huấn luyện viên trưởng đầu tiên của Malaysia chính là ông Velapan, một người bạn rất thân của bóng đá Việt Nam trước đây. Ông Velapan từng là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Á. Những năm Việt Nam hội nhập và bắt đầu có thành tích thì ông Velapan là người rất hay sang Việt Nam. Ông chính là huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Malaysia vào năm 1963. Quang Hải đá phạt. Bóng đập hàng rào. Quang Hải cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Malaysia. Duy Mạnh ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền của trung vệ Mossad Amirun. Pha chọc khe nguy hiểm. Đình Trọng đã có pha xử lý có thể nói là rất hay. Đình Trọng đã cố gắng be đội bạn để tránh một pha bóng quyết liệt có thể dẫn đến việc bị thổi phạt. Quang Hải lại là một pha phản công, một cơ hội đối mặt với thủ môn không vào.
suýt nữa tỷ số là 3-0. Nếu đội Việt Nam có bàn thắng thứ 3 thì thực sự là cơn địa chấn ở Bukit Jalil. Một pha băng ra có thể nói là chỉ mang tính chất hú họa của thủ môn Malaysia thôi. Cơ hội đã nhìn ra rất rõ. Rất tiếc là Đức Trình vẫn chưa có duyên ghi bàn.